Rồi, hello cả nhà. Hôm nay đưa bạn Nga đi ăn cháo ếch nhé. Bạn Nga đang livestream kênh bạn Nga. Đây, món cháo ếch rất là hấp dẫn này. Này, đuổi ếch không? Rồi. Hấp dẫn không? Đây là một con. Khi nào anh action để em mở nha. Nha, anh bỏ 1 2 3 mua lít cũng nào mở. Bạn kia thế thực thức của bạn kia sẽ chia sẻ lại cái vị cháo ếch này cho bạn nghe cùng. Đây đây. Cảm giác nào? Rồi trời ơi, coi kìa, coi tưởng không là đói lắm rồi đấy. Đói rồi, đói rồi. Đói lắm rồi đây thì coi. Lấy một cái đùi ếch vô. Đây. Đây trời anh. Trời ơi. Trái Singapore ngon quá. Đúng là vị Singapore luôn đúng không? Ừ. Wow. Dài hay dài? Dài dài thơm thơm đúng không nhỉ? Đây thơm thơm. Bạn cũng quái quá, bạn đi nào mà bạn không cho bạn ăn mà sao bạn ăn là bị cồn. Bạn ăn em. Để bạn ăn đi, ăn nha. Đây, bạn ăn đi, ngon lắm. Mời cả nhà nhé. Rồi. Mới thử một xíu nhưng mà thấy cái vị khá hợp với Nga đấy. Đó đâu. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Rất ngon này nè. Thì ở đây điện chỉ là bao nhiêu anh bạn kênh ha? Thì nhớ chia sẻ cho cả nhà đi. Cả nhà với ai mình muốn thưởng thức là cháo Singapore thì mình có thể đến đây để mình thưởng thức và cảm nhận được hương vị tuyệt vời của ếch nha. Cái ếch thì rất là mềm, rất là ngon nha. Gì đó mà Nga cảm giác là nó hơi cái mùi mà cái gọi là cái gia vị mà cái gì nhỉ? Gia vị của người Tàu quá, như vậy đó. Thì nó là kiểu Singapore hả? Ừ đúng rồi, Singapore là nó có giống như là cái phong tục văn hóa là nó cũng giống như người Hoa đúng không ạ kia nhỉ? Đây đây. Rồi. Ghê vậy. Bạn hai tô bạn ấy chịu hả? Ừ. Đường nào bạn kia nhỉ? Đường Trần Hưng Đạo. Nó nằm tên đường Trần Hưng Đạo nhẹ nhàng. Số bao nhiêu? Bạn kia phải giới thiệu địa chỉ nó chứ hết. Vậy cả nhà muốn ăn thì đến làm sao? Lát nữa để địa chỉ bên dưới. Ok. Thì sẽ có địa chỉ bên dưới để cả nhà mình muốn ăn, mình thưởng thức thì mình có thể đến nhẹ nhàng. Đây có rau luộc này. Cái này là súp. Rau này là gì? Súp lơ hả? Đúng rồi, súp lơ. Súp lơ luộc chấm với lại ếch thì rất là ngon này. Đây. Ăn như heo vậy. Không cứng lại. Ngon quá ha. Cái này ăn thì mình nếu
nếu mà có vị cay thì sẽ ngon hơn, nhưng anh nghĩ là nếu mà không cay thì nó cũng bớt ngon, nhưng mà nhiều người không ăn được cay như bạn kia á thì thôi chắc khỏi bỏ luôn cũng được. Thì ăn hơi cay mà. Ôi vậy hả? Hơi cay thì nó cũng có vị đúng không? Vị. Một tô cháo này một con bạn kia nè. 39 ngàn. 59 ngàn một tô. 59 ngàn. Vậy là quá rẻ ha. Chỉ có 39 ngàn một tô thôi nha nhà. Lúc trước là mình ăn cái tô bên chỗ quận 3 là 65 ngàn một tô phải không bạn Kiên ha? Nhưng mà cái vị thì em ăn vẫn thấy không thấy ngon lắm nha, không thấy ngon lắm. Em thấy ngon không? Nhìn Nga có vẻ phương phi vậy thôi nhưng mà Nga không kén chọn lắm. Mà đặc biệt cái chỗ này á, ăn thì Nga thấy là à, chỗ nào ngon thì mình chia sẻ, còn chỗ nào không ngon thì mình nói à, chỉ là ăn vừa miệng thôi. Chứ còn chỗ nào ngon khen ngon thì mọi người tự tin. Về gu ăn mặc thì Nga không dám khẳng định, nhưng về gu ẩm thực Nga nghĩ là Nga cũng khá là ok. Hãy tin Nga một lần thôi. Ngưỡng mặt kia. Nãy giờ chắc bia hơi quá rồi, nên mình nghe đến thử để cảm nhận cái hương vị xem ra là có đúng nhé. Thì cùng cả nhà có thể là chia sẻ lại cái hương vị mình ăn và có thể comment ở dưới video này. Đó đây nhau như nào, là như nhau đúng không? Thì ngoài cà phê còn có bánh nước, trà sữa, cà phê. Có món gì ngoài nữa bạn Vinh ha? Quán này là có cà phê mà, là bán thêm chói chứ. À, chị bán thêm chói phụ thôi đúng không? Nga chào cả nhà. Sáng nhiệt đói bụng quá nhưng mà ăn hơi quá rồi. Rồi Nga xin chào tất cả, Nga xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên những người thân và gia đình. Thì cũng là Tết Trung Thu rồi, là Tết đoàn viên, thì mong muốn là gia đình mình sum họp và có những cái giây phút quây quần bên gia đình tuyệt vời và ý nghĩa nhất. Rồi xin chào cả nhà. Một ly trà rượu quy đem về, có một ly thầm ngọt một chút. Ly thầm ngọt thì đánh dấu đi, hai bình đi con. Để tòa nhà xem cái trang bị này. Tao không nhớ nhà. Dẫn ra. Có một ly ngọt hơn nha con. Đây 55 ngàn. Ủa. Cháo này của mình không ạ? Đúng rồi. Bạn Nga ăn mấy tô? Ăn chậm. Thank you.
ngon. Ok, lát tôi kiên để cái địa chỉ bên dưới nha, cả nhà có dịp để nghe thưởng thức nha. Rồi, bữa nay cả nhà nhé.